Kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay trong phần 2 của chương trình thì chúng tôi sẽ được tiếp xúc lại ông Trọng Tài Toàn để tìm hiểu về bộ môn quần vật. Trước hết cũng xin được kính chào ông Trọng Tài Nguyễn Văn Toàn. Dạ vâng, chúng tôi cũng xin kính chào anh Võ Thành Nhân đồng thời trở lại với lại quý vị khán thính giả đường xem đài SPTN. Khi mà chúng ta nói bộ môn quần vật thì cũng kính thưa quý vị là chúng tôi được biết rằng ngày xưa không biết người ta có hiểu nhầm hay không nhưng mà người ta nghĩ rằng là những người mà chơi thể thao bộ môn quần vợt thường thường là những người có class có nghĩa là phải thuộc về một cái cấp bậc nào ở trong xã hội hoặc là những người khá giả có một cái lợi tức cao hoặc là có một cái điều kiện sống có một cái đời sống gần gũi với lại những cái tổ chức mà người ta nghĩ rằng là những cái tổ chức của những người mà có thế lực ở trong cái xã hội à, dạ thưa ông cái suy nghĩ làm lẫn như vậy có đúng không? Dạ có, có thể chúng ta nhìn như thế nào vậy dạ thưa ông à, chúng tôi nghĩ là thế này à cho đến cái thời kỳ này thì chúng ta nghĩ đó là cái lầm lẫn nhưng mà trước đó thì họ cho là pháp nó nói là rơ nốt rồi tức là cái này dành cho giới thượng lưu chứ còn giới bình dân thì không có ai có tiền để mua cái vật hay là sắm những bộ trang phục rồi đóng những cái tiền nguyệt liễm hay là tiền nhập hội do đó họ nghĩ rằng mà chúng tôi cũng nghĩ là xã hội Việt Nam thời đó cho là khi mà mình cầm cái vợt ra sân là mình ở trong cái giới trí thức và thượng lưu chứ không phải là của khối bình dân. Sau này á thì chúng ta không còn có cái ý nghĩ sai lạc đó nữa vì về sau này nó là đại chúng đúng như anh dân vừa có câu hỏi. Nhà nhưng mà thường thường thì người ta tổ chức những cái buổi thi đấu quần vợt hoặc là tập luyện quần vợt ở trong những trung tâm có liên quan tới những cái nơi mà của người Pháp dàn dựng cho chúng ta. Đúng như vậy là ngày xưa, nếu mà chúng ta nói rằng á, chúng ta chỉ có một cái chỗ nó quy định vô, vô một cái chỗ rất rõ ràng và hạn hẹp lắm là sport tiếp tức là câu lạc bộ thể thao của người Pháp ở ngay chỗ vườn Peugeot đó là, là mình gọi nói bình dân là Peugeot nếu như mà nó là Peugeot đó thì là sau này gọi là vườn ông Thượng đó thì nó quy định vào đó chúng tôi nhớ không lầm vào những cái năm đó thì trong cái sẹo sport tiếp đó chỉ có bốn sân năm sân là cùng thế thôi rồi trong đó có hộ tắm là tất cả những người giống như mình trở lại vấn đề là giới thượng lưu là đúng là vì họ phải đóng những cái gọi là đoan đăng trê tức là những cái tiền nhập hội rồi họ đóng niên liễm hàng tháng rồi họ phải là chịu tất cả những cái quy chế chung chung là nó ràng buộc và vào trong đó là chúng ta phải là ở Mỹ chúng ta gọi là member tức là phải là hội viên chính thức thì mới được sử dụng những sân đấu đó sau này lan ra rộng ra thì chúng ta đến cái thời kỳ mà cái bộ môn nó phát triển tốt hơn đó người Pháp rút về đó thì chúng ta mới có nhiều sân thì cái sân kế tiếp mà nổi tiếng gọi là sân Sài Thành dạ yeah. rồi, dạ ở đường Phan Đình Phùng nữa vân vân và trở lại thì chúng ta thấy rằng một bộ môn uh, du nhập vào Việt Nam uh, Cũng có thời kỳ mà pháp thuộc Ông um, Trọng Tài Toàn có thể cho biết cái bối cảnh lịch sử thời đó Vào thời đó thì chúng tôi lại còn nghĩ vậy nữa à, Còn cái thế hệ trước chúng tôi nữa Chúng tôi là cái thế hệ mà ở lưng chừng Chúng tôi là những người sinh vào những cái năm 1930 Trở về sau Trước đó thì chúng ta phải nói Bây giờ những thế hệ mà sinh 20 đó không ai mà không biết ông Giao và ông Chiêm là lúc đó đó người Pháp du nhập cái môn này vào môn quần vợt vào tennis vào trong Việt Nam thì hai người Việt Nam đầu tiên nổi danh là xuất thân từ những người đi lượm banh bây giờ những người mà sanh vào khoảng 20 phải nhớ tới Giao và Chiêm Giao á, thì là về sau này ông là một thương gia nổi tiếng bán đồ thể thao Tức là ông là Phạm Văn Giao Tức là Giao Sport ở đường Gia Long Thời trước 75 Cho đến thời 75 thì mới hết cái tên Giao Sport Đó là những người đấu thủ đầu tiên của Việt Nam là phải nói là cặp bài trùng đó là chim và Giao nhưng mà chúng ta cũng có võ văn thành với lại võ văn bảy nữa vậy thưa ông à vâng đó là cái thế hệ sau đó là chúng tôi nói là thế hệ vào trước cái cái cái, cái, cái thời gian thời hiệu của chúng tôi là anh võ văn bảy cũng sinh ngàn trăm ba mươi hai võ văn thành sinh năm trăm ba mươi bốn thì đó lại là cái cặp bài trùng mà thể hiện cái cái quần vợt mới hơn thời của chim và dao là vì lúc đó họ đã tiếp xúc với lại những cái đấu thủ rất giỏi như ông As của Hoa Kỳ đã từng đến để giao đấu cùng với võ văn bảy và võ văn thành. Ông As là cái người da đen người Hoa Kỳ người giúp vâng. Phi Châu mà rất là giỏi về tennis nha. Yeah. Yeah, dạ đúng rồi. Ai cũng biết là bây giờ hiện ở New York vẫn có cái cái, cái sân cái, cái sân mang tên của As. Dạ yeah, cái sân mà ở sân ở giữa mà chúng ta mỗi lần đi vâng, thấy đó, cái giải Để mà giải US Open đó vâng, vào tháng 8 đó yeah. là mỗi tháng 8 của mỗi năm thì có cái giải gọi là US Open. Yeah. À, chúng tôi cũng được biết rằng ông luật sĩ này là một luật sĩ người da đen và cuối đời ông ta vì mang một cái chứng bệnh nan y đó là bệnh S thì người việt nam hay gọi là bệnh Seda đó thì ông ta bị nhiễm con hiv không biết là gì lý do nào đó nhưng mà cuối đời của ông ta thì ông ta nghĩ rằng là ông dùng những ngày tháng sống ở tại richmond để viết và viết liên tục và ông đã cống hiến được rất là nhiều tài liệu quý báo có liên quan tới một cái bộ môn quần vợt mà chúng ta hiện nay rất là phổ cập ở khắp nơi trên thế giới để tiếp tục thì ông nguyễn văn toàn có thể cho biết thêm đó là khi mà chúng ta nói cái bộ môn quần vợt đi theo người việt đến hoa kỳ thì ở những cái sân ở Hoa Kỳ nó đã làm sẵn rồi thì cái cái sinh hoạt nó như thế nào so với lại cái bộ môn mà bốn tròn vậy thôi. À chúng tôi thấy thế này, à, nói về à, chúng tôi cũng đề cập luôn. Nhất là bây giờ hiện bây giờ đây này. Thì ở bên California, tức là ở Nam Cali đó. Thì chúng tôi thấy vẫn có những cái danh thủ của Việt Nam còn lại ngày xưa rất tiềm tàng thí dụ như là Dương Văn Minh cũng trùng tên với lại là Tương ông mình. ông ông tướng Minh yeah. ở Bích Minh thế thì Minh vẫn còn xuất hiện thành thì lại trở về Việt Nam rồi võ văn thành thì trở về Việt Nam được cũng khoảng chừng năm 10 năm nay đó thì tất cả những cái bộ môn đó người Việt Nam vẫn còn yêu chuộng lắm và anh nhân cũng nhớ kỹ là trong cái đại hội Bắc Mỹ của chúng ta có những danh thủ vẫn còn còn cầm vợt thì chúng ta là quy tụ gọi là đại hội thể thao Bắc Mỹ thì từ năm 1978 mà chúng ta đã có những cái đoàn quần vợt để giao đấu là trong vòng người Việt với nhau giao đấu như Canada Và chúng ta cũng đã đem về nhiều chiến thắng thì chúng tôi thấy là bây giờ ở ở tại nước ngoài này nói nói riêng là Hoa Kỳ à, có dịp chúng tôi cũng có đi Pháp thì vẫn có nhiều người Việt Nam chơi quần vợt lắm đó. nhưng mà ở Hoa Kỳ thì chúng ta có tập trung được nhiều danh thủ lắm. Yeah. Như Minh Minh ngày xưa cũng là một cây vợt mà nổi lên là xuất phát từ Phan Thiết rồi về sau này đánh ở sân gia đình ai đã là cầm vợt ở Sài Gòn thì cũng biết là Minh về sau này đánh ngang ngửa với lại Võ Văn Thành, Võ Văn Bảy vì Võ Văn Thành, Võ Văn Bảy chỉ là những người đàn anh. Rồi bây giờ chúng tôi cũng nói luôn là bây giờ về phái nữ đó chúng ta cũng có những cây vợt đã được đi đào tạo giống như chris ever để kia nọ dưới canada ở à, dưới florida mà chúng ta nói nói chung là cái bắc mỹ chúng ta anh nhân cũng như, như chúng tôi đã quen rất nhiều chúng ta ở đây có trụ rồi có trụ ở malen rồi có M hội quần vợt malen của anh lê hữu em yeah. à, chúng ta có tấn tấn yeah. mập mà yeah. chúng ta thường gọi vậy chúng ta cũng có nhiều danh thủ mà có thể trở nên rồi ở đây đáng kể nhất là có những người con trai của ông Kỳ mà hội trưởng hội cao niên Nguyễn Đình Kỳ, vậy? dạ đó chẳng hạn như Tuấn, yeah. Minh, yeah. Đó, những người quánh rất là xuất sắc mà chúng tôi chỉ đề cập một một một, một vài vấn đề điển hình mà thôi cũng xin thưa thêm rằng là ngày xưa đại hội thể thao bắc mỹ thì vùng thủ đô hoa tình Đố mang về rất là nhiều quy chương vàng của giải bóng giải quần vợt và chúng tôi cũng được biết rằng là sau này thì vì lý do vấn đề tổ chức hay là một cái lý do đặc biệt nào đó thì đại hội thể thao bắc mỹ không còn nữa nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là khi có dịp thì có lẽ là chúng ta nên có một cái giải quần vợt toàn quốc để cho người việt có dịp mà để mà tham dự những cái bộ môn này và chúng tôi cũng ghi nhận là cái bộ môn này thấy vậy nhưng mà À, tôi được biết rằng ông Bùi Diễm hai năm về trước đây ổng vẫn còn chơi quần vợt và ổng vẫn còn chơi quần vợt tức là lúc đó ổng tám mươi mấy tuổi rồi 88 tuổi rồi dạ, vâng. và chúng ta nghĩ rằng bộ môn này rất là bổ ích và cũng xin thưa quý vị là chúng tôi có mặt ở tại những vùng tuyết giá cho tới ở Hawaii thì chúng tôi thấy rằng nơi nào cũng có người chơi quần vợt ở riêng tại Hawaii thì họ chơi quần vợt tới nửa đêm tới 10 giờ tới 10 giờ 11 giờ hay là 12 giờ tùy theo cái cái ngày hôm đó có mưa hay không mưa mà thôi là... tức là chúng ta thấy rằng như vậy thì chắc chắn là trong tương lai bộ môn vườn vợt sẽ rất là phát triển mạnh trong cộng đồng người Việt chúng ta và chúng ta cũng được biết rằng là cái sự hiểu biết của cộng đồng chúng ta về bộ môn vườn vợt có thể nói rằng rất là rất là nhiều và có thể có một cái kiến thức rất là cao không thua về chúng ta hiểu biết về vấn đề mà à, bóng tròn hay là vấn đề football của Mỹ có đúng như vậy không? Vâng, chúng tôi rất là tán đồng về, về cái, cái, cái ý nghĩ của anh là bởi vì như thế này à, chúng ta đã phát triển và cái bộ môn này được duy trì mà nhất là ở Hoa Kỳ chúng ta có nhiều điều kiện lắm mà điều kiện bây giờ các em á, thể lực lại tốt nữa tầm vóc cao lớn và có những em mà xuất phát ngay như những đấu thủ ở Mailen này thôi mà chúng tôi có đề cập đến đó là chẳng hạn như toàn rồi này kia nọ đó thắng ngày xưa đó. thắng đó ừ. Ừ. là những người đánh rất tốt mà chúng ta là nói là trong cái phạm vi nhỏ hẹp này hà huống gì Ông à, anh Võ Thành Dân vừa mới nói là từ Hawaii, từ các nơi trong các cái tiểu bang là cái sân cùi vật ở đây là một cái bộ môn hầu như là được mà người ta ưa chuộng và nó rộng rãi không có bị hạn hẹp như khi mình chúng ta còn sống ở Việt Nam. Yeah. Xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Toàn. À, kính thưa về chương trình khi chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng Và chúng tôi xin hẹn gặp lại ông Toàn vào những dịp khác khi ông ta đi công tác ở tại thủ đô Hoa Thành đốn xin được kính chào quý vị, xin được kính chào ông Nguyễn Văn Toàn. Dạ vâng, chúng tôi cũng sẽ xin kính chào anh Nhân và xin được tạm biệt với quý vị đang xem đài. Có một dịp nào chúng tôi lại trở lại vấn đề thể thao với anh Nhân cũng như là tất cả quý vị khán giả. <laughs>